Xin chào các bạn, mình là Cường đây. Hôm nay Cường sẽ test thử cái dung dịch vệ sinh lốc máy Palace này để xem coi nó có hiệu quả hay không. Thì trong quá trình Cường mở ra để Cường thay nước làm mát á, thì Cường thấy cái cục máy, đặc biệt là cái kén nước của Cường nó hơi dơ. Cho nên hôm nay Cường sẽ tiến hành Cường vệ sinh bằng cái dung dịch này để xem coi cái dung dịch này nó có hiệu quả hay không. Nếu mà hiệu quả thì Cường sẽ chia sẻ cuối video để cho anh em mua về cùng xài. Cái chai này rẻ thôi, mua trên Shopee có 30.000 nè, rất là rẻ. Còn hiệu quả của nó ra sao thì mời các bạn xem cái video này của Cường ngày hôm nay. Thì để tiến hành thì rất là dễ thôi. Các bạn chuẩn bị cho Cường một cái vòi dạng xịt như thế này. Và đây là cái chai không nha, không có gì trong đó. Nhưng mà nó xịt được thì mình cứ sử dụng. Mình đổ cái dung dịch này vào cái chai này để mình xịt ra cho nó thành tia cho nó dễ. Và các bạn chuẩn bị giùm Cường mấy cái cọ nè, bàn chải lớn nè, bàn chải nhỏ nè, bàn chải lớn mà nó dài thêm xíu nè, để mình cọ rửa cho nó dễ. Thì bây giờ Cường sẽ mở cái chai này ra. Đây Cường sẽ đổ, chắc xài không hết đâu, cái chai này 500ml à, cho nên Cường sẽ đổ chắc khoảng 1/3 ha. Xài không hết thì mình đổ lại thôi, không vấn đề gì. Trước khi ấy các bạn nhớ sóc đều nha. Mình ở ngoài đường cho nên là hơi ồn, cho nên các bạn thông cảm. Rồi mình đổ chắc cũng nửa chai đó. Cái dung dịch này nó tương đối là đặc đó các bạn. Không thì các bạn đổ ra một cái chén gì đó, sau đó các bạn lấy cái cọ các bạn cọ lên cũng được. Đây ví dụ như đây. Cái này nó tẩy tương đối là mạnh cho nên là các bạn hạn chế để nó bắn vào tay nha. Đầu tiên mình sẽ xử lý cục máy trước, cái két nước trước. Sau khi mình cọ rửa xong thì mình đợi cho nó khoảng 10 phút đi. 10 phút thì Cường sẽ xả nước và Cường sẽ quay cho các bạn xem. Thank you.
nhìn thấy cái ép nước của mình nó sáng hẳn lên. Sạch đó. Đặc biệt là những cái nước nhôm này nè, nó tác dụng rất là hiệu quả với lại những cái nước nhôm. Cái cục máy ở trong thì có những chỗ mình chưa cọ rửa thì nó hơi chưa được sạch lắm. Bây giờ mình sẽ thực hiện thêm một nước nữa, thêm một lần thứ hai. Ok, xong rồi các bạn. Thì mình nói sơ về cái loại nước rửa lốc máy Palace này. Thì theo Cường đánh giá nó 30.000 đúng không? Chỉ có 30.000 thì Cường thấy nó hiệu quả đó. Nếu mà cái tầm tiền mình bỏ ra như vậy là rất là hiệu quả. Nhưng mà các bạn lưu ý giúp Cường một điều á, là đối với bề mặt nhôm á, nó có tác dụng rất là tốt. Nhưng mà các bạn hạn chế nha, hạn chế xịt trực tiếp vô những cái bề mặt nhựa này nha. Thì cái bề mặt nhựa này nó làm nó cũng tẩy rất là mạnh nè, nó làm cho cái nhựa mà nó bị trắng đây nè. Thì tí nữa Cường có cái dung dịch là dưỡng nhựa thì Cường không sao, Cường thì nó Cường sẽ dưỡng lại để cho nó khỏi bị bạc cái màu giống như vậy. Thì Cường sẽ dưỡng lại những cái nhựa nè, cao su nè. Thì các bạn lưu ý là những cái bề mặt nhựa và cao su các bạn hạn chế xịt trực tiếp vào, tốt nhất là không xịt thì nó sẽ ăn mòn cái này của mình, không có tốt. Đối với những cái chi tiết bằng kim loại á thì nó tác dụng rất là tốt, rất là sáng luôn, mà mình không có quá nhiều thời gian mình kỳ cọ mà nó sáng được như vậy đó. Những cái chi tiết ở bên trong này cũng vậy, nói chung là kim loại thì nó tác dụng rất là tốt. Kim loại mà kim loại kiểu như này nha, không sơn nha. Còn đối với bề mặt sơn thì nó cũng bình thường thôi, nó cũng không có tác dụng tốt lắm. Đây ví dụ như sơn này thì nó cũng bình thường. Nhưng mà lưu ý một điều là các bạn hạn chế những phần nhựa và cao su, vậy thôi. Còn đối với chai này trong cái tầm tiền có 30 ngàn thôi thì mình cũng không thể nào đòi hỏi quá. Nhưng mà nó cho mình cái tác dụng như vậy là mình còn thấy Cường thấy là tốt đó. Rồi, nếu anh em nào mà cần thì anh em cứ mua về anh em xài ha. Lưu ý là không nhựa với lại cao su các bạn là hạn chế xịt vô. Rồi chỉ mình thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề dạng như vậy nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.